Chào tất cả các bạn của kênh Mẹ Mìn Tập Lục. Cứ mỗi một tiệm mới mà ông Mìn set up cho các bạn là sẽ có một cái bàn ủi xịn sò, chí ít cũng phải là 83 về áp lực hơi nước, để trang bị cho tiệm, để các bạn có đủ cái công cụ để hành nghề, đặc biệt là để ủi những cái quần áo cho khách hàng một cách tươm tất nhất. Trước mặt các bạn là những cái bàn ủi Philips Series 8000 BSR 8040 áp lực hơi nước 83 mà ông Mìn đã order từ bên Úc về, giống như cái màu trắng mà ông Mìn đang sử dụng. Giá về tới Việt Nam, tính luôn tiền mua bàn ủi, tiền tạm ứng tiền mua bàn ủi, tiền phí ship thì nó độ vào khoảng là 14 triệu đồng. Tính ra thì vẫn rẻ hơn nếu chúng ta đi Thái Lan mua. Thái Lan hiện nay đang bán là 15 triệu 500 ngàn. Đây là một cái bàn ủi có thể nói là mình đánh giá rất là cao các bạn. Nó có cảm ứng trên cái điều khiển. Mặt bằng ủi có tráng một cái lớp giống như một cái ceramic vậy đó. Nó chống cháy và nó chống bị trầy xước. Quần áo chúng ta giặt có sạch, xả có thơm, vân vân. Thì cái công đoạn ủi là cái công đoạn vô cùng quan trọng mà mình yêu cầu tất cả các bạn nào đến với mình, yêu cầu mình hay đề nghị mình hỗ trợ mở tiệm. Thì mình đề nghị các bạn là làm cái gì làm phải ưu tiên có một cái bàn ủi xịn sò giống như cái ông Mìn đang sử dụng. Đây là cái bàn ủi trong số 4 cái bàn ủi mà đã mua từ Úc về. Các bạn thấy cái màu trắng nó có viền cái màu xanh và cái thùng nước nó là màu xám xanh rất là đẹp các bạn. Đây là cái bàn ủi được trang bị cho tiệm giặt ủi nhà mình ở đường Phùng Hưng, ngã ba Thái Lan, ở Biên Hòa, Đồng Nai đó các bạn. Phải có những cái bàn ủi xịn như thế này thì khi chúng ta hành nghề thì chúng ta mới có thể là ủi được những cái quần áo tươm tất cho khách hàng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Xin chào và xin hẹn gặp lại.